Rồi AB thêm mô hình. Như vậy thì mình kiểm tra cái AB của cái đây mình đang xài 92168.1, thiếu cái DNS rồi. Mình bỏ lại cái DNS. Bạn để 127 hoặc là bạn để là 192.168 cũng được. Quan trọng là cái lúc mà bạn join domain á, bạn cho nó được hay không. Rồi, mình qua mình thiết lập bên kia là tí nữa mình tính sau. Tiếp theo, nâng cấp join domain, thiết lập cho user không cấu hình được chuột bàn phím. Nghĩa là khi mà user đăng nhập, ví dụ bây giờ thầy sẽ coi là trong này có user gì. Mình thử trên cái user mà có sẵn trước, rồi tí nữa mình sẽ thiết lập cho các cái user khác sau. Bây giờ thầy đang có là cái OOT Quy Bình và user U123. Mình xem thử bên này mình đăng nhập được hay không. Không được đúng không? Mình switch user bởi vì cái đó là của cái server cũ rồi. Còn cái server mới của mình thì mình chưa có, mình phải vô lại admin. Bỏ luôn đi. Quay lại từ đầu đi. Bởi vì khi mình vô admin xong thì mình cũng phải chuyển qua work group rồi mình mới join domain lại nữa. Lâu lắm. Quay lại từ đầu join domain nhanh hơn. Rồi IP của mình phải set lại cái card mạng của mình là VNS1 đã. Chỗ này khi nào mà các bạn ra internet hoặc là các bạn có đến hai cái nhánh mạng, các bạn muốn từ nhánh mạng bên này connect qua nhánh mạng kia thông qua router thì lúc đó chúng ta cấu hình cái default gateway. Còn nếu mà bình thường chúng ta làm cái bài này thì chúng ta chưa cần đến. .1.1 là cái DNS khi chúng ta nâng cấp domain. Những cái thao tác mà thầy làm này các bạn cũng cố gắng làm nhanh nha, làm không suy nghĩ nha. Mới kịp bởi vì cái đề thi hoặc là kiểm tra của mình nó chỉ có trong vòng là 120 phút. Các bạn phải làm tất cả những cái gì trên bảng trong vòng 120 phút. Thực ra là trong quá trình các bạn làm, ví dụ như nâng cấp domain thì có thể là mình phải chờ để cho server nó chạy. Nhưng mà mình chờ máy nha, đừng để máy chờ mình. Có một số bạn là hay để máy chờ mình lắm. Nó làm xong rồi cái mình cứ để đó, mình không làm gì nữa hết, nó chờ hoài luôn.
Như vậy lúc nãy mình có đang nói là ẩn cái chuột và bàn phím trong Control Panel. Như vậy mình sẽ vào Group Policy Management. Trong phần này, cái mà thầy yêu cầu các bạn khi làm đó, luôn luôn tạo cái thư mục theo cái OU, tạo cái thư mục và OU theo cái tổ chức nhân sự. Ví dụ mình có phòng nhân sự thì mình tạo một cái thư mục cho nhân sự và OU cho nhân sự luôn. Kế toán, kinh doanh, vân vân. Mình có cái phòng ban nào thì mình tạo OU cho phòng ban đó. Để sau này nó có một số cái mà người ta yêu cầu mình là thiết lập cho từng phòng ban thì mình dễ làm. Như vậy, giả sử thầy sẽ thiết lập cho cái OUT của mình là bất kỳ user nào nằm trong OU này đều bị tác động bởi cái group policy của chúng ta là ẩn mouse keyboard. Keyboard. Cái tên này các bạn đặt là Phượng Hồng cũng được. Muốn đặt gì đặt. Đặt tên người yêu của mình cũng được. Nhưng mà đến lúc mà mình muốn triển khai lại á, mình không hiểu nó là cái gì thôi. Còn nếu mà ai hiểu thì cứ đặt gì đó đặt ha. Rồi trong phần này chúng ta sẽ thiết lập cho Control Panel. Bây giờ mình thử tìm hiểu xem trong cái thành phần của Control Panel này không thấy gì để thiết lập hết. Như vậy thì nó đang nằm ở dưới User. Đây, Control Panel. Như vậy trong Control Panel này nó sẽ có hai cái mà các bạn cần quan tâm. Có hai cái, hai vị trí. Thì cho cái màn hình nó độ phân giải cao lên tí. Rồi, có hai cái mà mình cần quan tâm. Thứ nhất là cái này nghĩa là gì? Ẩn cái biểu tượng trong Control Panel, đúng không? Ẩn những cái biểu tượng chỉ định trong Control Panel. Và cái ngược lại là cái này. Vậy hai cái này nó có tác dụng gì? Theo cái đề, người ta nói là thiết lập user không cấu hình được chuột bàn phím thì nó có hai cách. Một, không cấu hình được, tức là permit access là không được đụng đến. Hai là không hiển thị luôn, tùy mình. Miễn làm sao mà user không đụng đến chuột bàn phím là được, tức là không thay đổi gì thông số của nó, được chưa? Bạn có thể cấu hình ở đây là không cho đụng đến, prohibit access là không đụng đến luôn, không đụng đến Control Panel, không làm được gì hết, system cũng không, time cũng không, language cũng không. Như vậy có vẻ là nó không đúng đề, đúng không? Cái này là không được đụng đến cả cái Control Panel luôn. Còn người ta nói là không đụng đến chuột bàn phím thôi, cho nên chúng ta ẩn nó đi là tốt nhất. Như vậy chúng ta sẽ chọn ở đây, chọn Enable. Nhưng mà trong này mình cũng không thấy được là ủa có liên quan gì đến chuột bàn phím ở đây. Đọc hướng dẫn xem nào. Đây, ở đây nó sẽ cấu hình để mà remove, bỏ cái item, cái biểu tượng trong Control Panel. Ví dụ như mouse, system ha. Rồi bây giờ mình thử nè, số chọn vô đây, mouse, keyboard, được chưa? Mouse, keyboard, ok, apply, rb, xuyệt. Nhớ lệnh này nhé. Bây giờ qua bên XP
mình sẽ set user view bằng U1, password 123, hình như không phải, mình chưa đổi bát, đổi bát luôn cho thầy cái, đổi đâu, đổi trên default này đi. Mình để 0 hoặc 3 tùy mình. Độ phức tạp bằng 0. Không có. Update lại. User U1 đổi bát cho thầy. 123. Xong, đăng nhập bên Win7. Vô thi mà các bạn làm nhanh vậy là ok, 9-10 liền. Làm không suy nghĩ nha. Còn nếu mà làm để xem tài liệu cái đã là lâu lắm. Rồi vô control panel xem có gì. Chuột đâu, bàn phím đâu. Không có. Rồi bây giờ mình làm lại cái ngược lại xem. Bây giờ mình làm cái ngược lại. Chỗ này not config, không quan tâm. Quay trở ngược lại, mình xuống dưới này, enable lên, show. Mình cũng thêm hai chữ giống như lúc nãy. Y chang luôn. Đúng không? Cũng mau keyboard. Chữ mau đúng chưa? Update. Tất nhiên lúc này thì mình vẫn thấy bình thường, không có ảnh hưởng gì hết. Thử log off lại. Một, hai, ba. Sao thế? Không có ảnh hưởng gì, hòa bình thế giới thế. Thấy không? Thấy chuyện gì? Mình chỉ cho hiển thị hai cái. Như vậy tùy trường hợp, nếu mà đề người ta yêu cầu cái phần nào mà ít thì các bạn làm theo phần đó. Ví dụ người ta yêu cầu là ẩn một hai cái thì mình ẩn. Còn người ta yêu cầu mà ẩn nhiều quá thì mình chọn ngược lại là cho xuất hiện. Tùy theo cái yêu cầu của đề. Được chưa nào? Tùy theo yêu cầu của đề mà mình sẽ làm. Tiếp theo, thiết lập password làm rồi, tạo user. Được không? Tạo user.